được dùng đó là đu đủa. Thì tại sao mình muốn dùng cái đu đũa để mình sử dụng trong vấn đề điều trị bệnh hay là phòng bệnh? Cái này nó rất gần gũi đối với dân tộc Việt Nam mình và các dân tộc châu Á, tức là hơn một tỷ người dùng đu đũa này. Do đó đu đũa có một giá trị rất thiêng liêng, nó cũng phải xuất hiện ở châu Á là mấy trăm ngàn năm mình không biết, nhưng nói chung là lâu lắm. Thì tại sao mình không sử dụng cái này ngoài cái việc mình ăn đó, mình làm để và một cái mục đích để phòng bệnh được chữa bệnh thì nó rất là hay, nó có tính chất thân thiện môi trường. Cái gì thứ hai nữa là hồi xưa thì nó dùng bằng cái sừng sừng trâu và sừng bò, bây giờ sừng bò nó thì làm một cái loại nhựa cao cấp, nó tính chất gần giống như sừng, rất là êm, rất là nước, không sợ làm cày da thịt mình, mà nó tác động một lúc hai cái mũi này nè, còn cây giò thì chỉ có một thôi. Đó. Do đó có thể sử dụng một lúc khi mình để một lúc hai quyền luôn, ví dụ thế này, quyền số 1 quyền số 3 mình cầm cái này, mình đánh một lúc hai quyền luôn, đúng không? Đánh hai quyền luôn, hoặc là quyền 156 mình đánh lúc hai quyền luôn được nè, đánh lúc hai quyền luôn. Còn ấn hai quyền là ví dụ 83 với 19 thì mình ấn được đó, mình ấn hai quyền 61 lúc cũng được, ấn hai quyền 84 cũng được, thấy chưa? Mình ấn hai quyền này đầu mài cũng được luôn, đó là 65 cũng được luôn, là một cái đặc điểm. Còn mình ấn một quyền cũng được, một quyền được luôn. Và mình làm giống như cây cào nè, mình hãy coi các bạn hãy xem nha, thầy làm nè. Đó, đây nè. Mà các bạn biết là cảm giác nó êm, nó không giống như mình lấy cái que giò bằng inox, nó không giống. Đây nè. Đây nè, mình cào đi thế này, ví dụ mình làm giống như cào đi. Vấn đề là mình tác động trên da thịt mình một cái lực vừa phải thôi, để mình có vừa cảm giác dễ chịu mà vừa có tính chất kích thích cái huyệt cũng như cái vùng nó liên quan đến cái nơi mình có bệnh đó. Và nó rất thoải mái. Còn thí dụ như bây giờ mình làm cái 6 bộ phận chiếu đi, mình làm bên đây là mình có 2 cây nè, để mình làm đây nè, rất là em thấy không, nó em lận 30 cái giống như này nè, 30 cái bên này nha. Nếu mà bị lâu nay con hồi thì bây giờ mình làm đường giữa nha, mình làm đường giữa nè. Dễ chịu không? Có. Cái này buồn ngủ lắm, dễ buồn ngủ lắm nha, dễ chịu lắm. Đó, thì làm thí dụ vậy thôi. Còn đây nè, cái viền này nè. Thì sẽ cái người Việt Nam, nói chung Á Châu thì cái tay nó mảnh dẻ, cho nên làm cái đũa này hay hơn người Tây Phương. Rồi cái mình không có yêu cái đó. Ở đây là mình làm cái đường giữa này, cái đường mũi má nè, có người làm như thế này, đây là mình làm chỗ này 6 vùng 5 đến 6 vùng. Bây giờ mình đánh thêm, ví dụ bây giờ mình đánh thêm vùng này nha, tự dùng người ta tâm làm này ngoại tâm đó. Còn ví dụ bây giờ mình làm sơn xong rồi, bây giờ mình muốn làm ví dụ làm bánh tráng đi, thay vì mình gạch mặt bằng cái kia thì nóng thì mình làm gì được đó. Thấy nóng người chưa? Thấy nóng màu, dễ chịu không? Nóng lên. Nóng lên hả? Nóng nhất là chung. À, nóng lên đây, con này. Nóng lên đây.
Bây giờ làm cho tóc nha. Rồi tóc nha. Mình cài đi nè. Đây là làm này mới nàng phán đó nha. Mấy nàng phán cái này chỗ này với chỗ mấy chỗ lô tai cái này mới nàng phán đó. Mèo được gái gái. Đây nè, rồi cái màng này nhộn nhất nè. Một phái nè, màng này nè. Gắp lô tai ăn ha. Đây nè. Gắp lô tai ăn nha. Đây. Rồi nó cũng rồi gắp lô tai nè. Gắp giá tai này nha, gắp này ăn nè. Đó, đó. Khỏe thật đúng không? Đấy, đây làm khỏe thật đúng không? Đấy, nó sùng lắm luôn, sùng mãn luôn. Nhỏ không? Nhóc nữa ta mà nhỏ không? Nhỏ không? Tôi thích ạ. À? Thích. Thích mà, thích mà. Ôi mẹ, đỏ lên nè. Cái tay đỏ lên rồi, thích rồi. Đỏ. Thấy không? Nè, mình nhéo nha, mình làm như này, cái này, đây nè, thấy không? Cắn nè, thấy chưa? Củ pháo là phải quéo đây nè. Bây giờ dùng thật lắm thôi ạ. À, dùng thật luôn hả? Đây, thấy không? Hay lắm, hay. Bị gì cái này mấy cái dụng cụ khác là không được. Cái trò này hay là ngoài nghe. Cái này là ngoài tay nè. Mình cần tay nhéo nó chọn ra đi. Cũng tay. Thấy không? Thì nhéo tay nó biết chỗ nào đau bệnh nè, thấy không? Đó. Rồi đây. Phê không? Phê không? Phê không? Chỗ này mới nàng phê đúng không? Mới nàng phê. Đó. Còn mình làm mạnh làm nhẹ được nha. Mình làm mạnh nhẹ được nha. Đúng nào làm mạnh đó nha. Đủ quá trời đó nè. Làm thầy cũng đổ mồ hôi luôn á. Thầy đổ mồ hôi luôn. Một ngày mà bỏ là buổi sáng ha. Mình làm tối làm đi cho nó bút thôi. Đâu có làm nhiều. Cái nhiều. Tay đúng không? Nóng bừng tay mà. Nóng rồi. Mà coi em cái chân màng mình làm gì ăn. Nếu mà mỏi tay thôi, cánh tay thôi, chân màng này. Mỏi. Véo này coi nè, thấy không? Các bạn thấy không? Thủ pháp này. Thủ pháp này. Mình ta đau vai á. Thủ pháp là mình vặn nè, đúng không? Đó, đã chưa? Mấy cái binh khí khác không làm được. À, mấy phương tiện khác không làm được à. Đây, bên này nè. Thấy chưa? Thấy béo thì đã không? Hả? Hay ha. Có chỗ đau hết thôi. Để chỗ này đau ha. Đó. Mình gấp á, gấp thịt. Thì người Việt Nam mình nó quen gấp rồi. Đó, thấy không? Ôi, chỗ đấy đã. Đã, chỗ này đã. Chưa biết khai thác, chưa được hợp đua thần, chưa biết khai thác. Bây giờ cái này làm gì đây, có cái giác này hay nè, cái giác hay không? Ừ. Để làm gì? Đây này chứ mình đánh phổi rồi dùng phổi đi. Chúng xíu dầu ha. Mình đánh dùng tâm giác phế nha. Đây nè. Thấy chưa? Đầu còn lại của đầu đúa. Đầu đúa này, đầu kia. Nó có đầu mặt vác, bằng, nó có mặt đó. Bằng. Đầu vác không thôi. Nó có mặt bằng đó, nó mặt bằng. Thì mình phết lên đây nè, mình phết giống như tôm hào đó, giống như tôm hào á. Mình tét vậy nè. Bên đây vậy nè. Chỗ này đau phải không? Hơi đau thôi. Hơi đau phổi nè. Hai đầu đều luôn chứ không phải đi chơi đâu. Rồi xong cảm thấy thế nào kể cho nghe coi. Mặt nóng bưng. Cơ thể cũng nóng, bắt đầu nóng như thế. Nóng như thế là nóng rồi. Dưới chiều đây. Rồi. Rồi.